Chào mọi người, chào tất cả những người yêu thích phong thủy tử vi. Và đặc biệt hôm nay là em sẽ làm về cái tuổi 1903, tuổi Quý Sửu, cho các anh chị đã yêu cầu em mấy hôm trước. Đầu tiên hết là tuổi Quý Sửu nó sinh năm 1973, có mạng là tan đối mộc, tức là cây dâu á, nhưng mà mộc này là mộc âm, cái hành này hành mộc âm chứ không phải là hành mộc dương. Còn có con trâu này á, Quý Sửu này á, là còn có người ta còn thường gọi là con trâu trong chuồng, tan đối mộc, con trâu trong chuồng. Nữ thuộc mệnh cung càn hành kim, nam thuộc mệnh cung ly hành hỏa. Nam là dễ gãy đổ lắm nha, mấy người ở cung ly là rất là hay dễ gãy đổ trong hôn nhân gia đình, và thường là cản trở trong tình yêu, những người là có cung ly. Con nhà thanh đế có đường quan lộc, và có đường quan lộc. Xương thì con trâu, tướng tinh là con cua biển. Nghe là thấy ngang ngang ha, trâu mà tướng cua biển, trâu mà cứ đi ngang không thấy mệt rồi đó. Để em cũng có tìm hiểu sơ rồi, thì khi em nói này thì em thấy cái tuổi này rất là lý thú, và em tìm cũng được khá nhiều tư liệu nói về cái tuổi này, vì nó lý thú và nó có nhiều cái rất là hay ha. Thì bây giờ đầu tiên hết thì em coi sơ về những cái mình có, như là cung mệnh và hành rồi này kia. Thì theo luận đó thì năm nay là cái tuổi Quý Sửu này là có phạm vào hoàng ốc, chứ không có suôn sẻ gì hết, có phạm một cái hoàng ốc thôi, không phạm vào kim lâu hoặc là thăm tai. Đầu tiên hết là theo quan niệm của Việt Nam chúng ta, con trâu là con thứ hai đứng trong 12 con giáp, và cũng giống như những người cái người tuổi trâu này nè, cũng giống như những người tuổi dần và tuổi ngọ, những người mà sinh năm Sửu thường là có những tính cách rất là mạnh mẽ và nổi trội. Họ là những người có lập trường kiên định và luôn tin rằng con đường mà dẫn đến sự giàu sang thành công là làm việc chăm chỉ, không có lương lẹo, không có mưu mô. Ngọ và dần thì họ cũng có mưu mô, bất chấp mọi thứ họ làm được, nhưng mà riêng con trâu thì riêng Sửu thì năm đặc biệt là không có mưu mô, không có bất chấp mọi thứ, họ chỉ cứ trâu cày, mà cày nhiều đất là giàu ha, cày nhiều đất về ăn cỏ giàu ha. Cũng như là theo phương quan niệm của phương Đông mình thì là năm Sửu tượng trưng cho sự thành công, nhưng mà cái sự thành công đó là phải trải qua mồ hôi và nước mắt, sau bao gian khổ nỗ lực mới đạt được. Người thường mà người sinh mà năm Sửu, người có mệnh Sửu thì là người có đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc và sống quy củ, là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, tại vì tính lực họ rất là cao, thì họ tuổi con trâu thường là sức họ rất là tốt, họ ít bệnh giặc ha, là người yêu thích sự công bằng nhưng cố chấp, muốn thay đổi quan điểm của họ rất là khó ha, nhất là đối với nam, và đặc biệt là mấy bạn nam của tuổi này, ở tuổi Sửu thường là gia trưởng và khá cộc tình. Người tuổi Sửu thường là người có đầy đủ những phẩm chất tố chất, họ được biết đến bởi tính cách cần cù chăm chỉ này. Họ là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Họ gây dựng cuộc sống mà họ có ý chí lắm, trâu mà cứ cắm đầu đi tới thôi. Và họ là hành mộc nữa, họ là tan đối mộc nữa, họ cứ đi lên, họ muốn, cứ muốn mình đi lên và đi lên từ từ mà, sức của mình. Đó là những cái đặc tính của người trâu. Những người mà sinh năm Sửu thường là có tính nhẫn nại nè, có khả năng chịu đựng cao, và nhờ đó có thể vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời. Nhưng đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc, bởi một khi đã quyết định thực hiện điều gì thì họ khó có thể thay đổi cái mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của tuổi Sửu thường đi liền với nhau, họ nói được họ làm được, đó là những người tuổi Sửu.
mình chưa nói gì gì đến quý Sửu ha, mình nói chung về con trâu trước. Thì đó là tính cách nổi trội nhất là của họ, là họ kiên trì, họ họ gan dạ, họ cứ bước tới thôi. Người tuổi này á thì đầu óc thực tế, không có viển vông, họ chân thành. Và đa phần người của tuổi này là họ chung thủy và khá kiệm lời về mình. Họ không ấy, họ ít nói về mình. Tuy nhiên họ rất dè dặt với một vài người, thậm chí là lãnh đạm. Nếu mà họ không thích là họ lãnh đạm liền, họ không ấy. Ngoài mặt thì người ta nhìn họ có vẻ điềm tĩnh, tỉnh táo trước công việc rồi này kia. Tuy nhiên là bên trong họ luôn cuồn cuộn, cái sức của họ thể hiện từ bên trong, họ cuồn cuộn, họ muốn ấy. Ngoài nhưng thực tế là họ cầu tiến và tham vọng. Đó là cái tính của tuổi trong. Họ không thể hiện ra ngoài như tuổi tuổi dần, tuổi tý và tuổi ngọ, nhưng mà tuổi trâu là cái sự đằm mặt ở bên trong họ muốn ấy. Họ có khả năng thuyết phục và thường thẳng thắn với bất kỳ bất bình nào, mà kể cả bây giờ họ vào đã bất bất bình thì nó là họ cứ phang ra họ nói thôi, chứ họ không kể hậu quả ra sao đâu. Họ là người có tinh thần trách nhiệm rất là cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đến. Họ không thích bộc bạch tâm sự về mình với nhiều người khác, trừ là những người bạn tâm giao. Họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi bị áp lực nào đó. Họ làm thì họ cứ tự tin họ làm, chứ còn ai mà thúc ép vào họ thì họ cứ trơ lì cho đó. Đâu mà muốn quýnh là quýnh đi, tôi không đi là làm gì tôi ha. Còn mà tôi muốn đi thì giờ có là cái là tôi đi ha. Họ điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình thì họ lại rụt rè cả nể. Những người mà ở trên họ, họ cả nể, họ không nói ra, họ như nói là tính khí bướng bỉnh, ương ngạnh, lắm lúc làm phiền lòng người khác. Họ là thường những người tuổi này là do cái tính trầm mặc của họ, họ không có tính hài hước, chẳng mấy thiện cảm. Họ mà ai mà họ nhìn vô mà lương lẹo, mà lanh quá, lanh mà gọi lanh chanh rồi này kia, lương lẹo là họ né, là không có chơi ha. Tuổi này là gần, họ là một người sống khép kín, không thích bộc bạch tâm sự của mình với người khác. Đó là cái đặc tính của bản tính họ, cái thiên tính của họ. Người tuổi Sửu thì có một cái yếu điểm là họ rất bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến của người khác, nhất là ý kiến phản bác của người khác về bản thân mình. Sau khi mà họ lâm trận, họ đã quyết định làm chuyện đó là họ rất hiên ngang dũng cảm, bình tĩnh xử lý mọi việc, đưa mọi việc về cái trật tự vốn có của nó, và theo cái ý của mình là đó là trật tự. Đó là cái ý chí của họ rất là tốt. Họ là những người trong kinh doanh đó. Nếu mà người từ tuổi Sửu mà nam mình kinh doanh là họ dựa vào luôn, dựa vào trí tuệ và làm việc thì làm đến cùng, thể hiện cái tính kiên trì mạnh mẽ của con trâu mình. Người tuổi này có thiên phú, tức là thiên bẩm, sinh ra là đã có tài lãnh đạo, đáng tin và có khả năng tự nhiên làm việc lớn. Họ chịu được áp lực, họ thích làm việc lớn, và họ thiên bẩm là dành cho những người làm việc lớn. Tuổi trâu á thì có một cái tính nữa là lề mề. Trâu là lề mề, làm gì cũng lề mề, chậm 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 chậm, không có tốc độ như tuổi ngọ ha. Tuổi trâu mà mệnh hỏa thì còn sốc nổi, nhưng mà mấy mệnh như là mệnh mộc rồi này kia nữa là đúng nó cay, nó cái mộc từ từ, từ năm đúng chất luôn, là họ cái chậm 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 ha. Họ có nguyên tắc nè, nhưng luôn dự đoán từng bước một để đi đến thành công. Quý Sửu á, bây giờ em coi sâu về cái quý Sửu, thì quý Sửu thì nó còn đặc biệt hơn một chỗ là quý Sửu do có chữ quý nên họ giải quyết công việc chủ yếu dựa vào lý trí. Mấy bạn nam mà tuổi này họ dựa giải quyết công việc, nam nữ thì tuổi này cũng vậy, họ giải quyết công việc chủ yếu vào lý trí, do vậy có lúc rất là cực đoan nhưng thẳng thắn liêm khiết. Đây vậy đó. Họ nguyên tắc, tự tin và điềm tĩnh, nên được mọi người giao việc lớn.
nhưng mà họ có đặc tính này cho nên họ rất thành công trong quan lộ. Đó là họ thích ẩn mình, họ làm việc thông qua cái người khác. À, tức là họ có lãnh đạo, họ làm việc đó, nhưng mà họ nói à đây lãnh đạo em làm, em chỉ là người thực hiện thôi. À, là thích ẩn mình. Cái cá tính của người tuổi Quý Hợi này đem đến cho họ sự thành công trong quan lộ rất lớn. À, họ thích ẩn mình đó. À, rồi á là luôn đi theo con đường chính đắc. Họ là có trình tự đàng hoàng, làm từ 1, 2, 3 chứ không có là 1 nhảy lên 5 rồi xong quay lại làm 2, 3 ha. Cái người này luôn có trình tự, không thích đi đường tắt. Trong làm ăn là rất rõ ràng và dứt khoát. Là mẫu người sòng phẳng. À, như tuổi tuổi năm 1985 mình đã nói, người tuổi trâu là thường sòng phẳng. Mượn 1 đồng trả 1 đồng, hẹn nợ là rõ ràng, coi chữ tín trong nợ nần trong kinh doanh là hàng đầu. Cho nên là họ yêu cầu những người họ làm ăn chung hoặc là những người họ quen biết đều phải coi chữ tín như họ. À, đó là họ sòng phẳng lắm. À, họ cho em mượn đồng là họ trả 1 đồng với họ. À, hôm nay họ em ba họ đi ăn là ngày mai họ sẽ kiếm cách họ trả lại cho em, họ không muốn mắc nợ em. À, đó, những người, những anh chị này tuổi này thì nếu anh chị ấy rồi anh chị sẽ cảm nhận được là mình như vậy, mình thích như vậy, mình thích sòng phẳng, không có thích nợ nần ai, dù gì dù là ân tình hay là một cái gì đó nhỏ, nhỏ nhặt. À, người tuổi Quý Sửu thích sự hệ thống cẩn thận, mà họ đã nhận việc gì là toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc đến cùng, luôn tự lực cánh sinh. À, cái người tuổi này cái sức tự lực cánh sinh của họ rất cao, họ không thích dựa dẫm, không cần và không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. À, đặc biệt ha, người tuổi Quý Sửu này đặc biệt ha, người tuổi Quý Sửu này là nhẫn nại, không mồm mép ba hoa, tức là ít nói về mình, ẩn mình mà không có mồm mép ba hoa. Họ cởi mở nên dễ lôi kéo người khác giúp mình. À, họ họ không mở mép ba hoa về họ nhưng mà họ vẫn cởi mở. Họ cần bạn mà cần một người tâm sự, cần một người có chính kiến để hỏi thì hỏi những người tuổi Quý Sửu. À, các anh chị hoặc là các em nào mà muốn cần một lời khuyên chân thành và lý trí thì hỏi người tuổi Quý Sửu, là tuổi Quý Sửu sẽ, các bạn trẻ mà có cha mẹ là tuổi Quý Sửu, các bạn thử hỏi họ, họ rất là hiện đại chứ họ không có cố chấp đâu, nhưng mà họ đưa ra những lời khuyên rất là xác đáng và đầy lý trí ha. À, nhưng mà họ cái tuổi này họ ngông cuồng, họ thành công họ sẽ ngông cuồng và hơi cuồng tính, họ tin cái gì họ tin tuyệt đối, hay hơi cuồng tính, họ chẳng mấy khi nổi nóng. Tuổi này đanh thắm rồi, ít nổi nóng, nhưng mà đã nổi nóng thì rất là khủng khiếp, chẳng còn e dè cái gì trong hành động. Họ nổi nóng lên họ có thể giết bạn, nếu như họ là không ở tù họ xử bạn liền. À, họ rất là nóng nảy, họ không dễ nổi nóng, nhưng mà khi ngọn lửa trong họ bung lên thì rất là khó tắt. Và đặc biệt những người tuổi này ghi nhớ lỗi lầm của người khác rất kinh khủng, kinh mình gọi là kinh khủng chứ không phải là đơn giản. Họ ngoài mặt họ bỏ qua cho bạn nhưng họ ghi ở đó là bạn đối xử với họ không tốt, hoặc là họ lỗi lầm của người kia họ ghi vào đầu, họ không có rộng lượng. À, họ thẳng thắn, họ ấy rồi họ trung thực, họ ấy đi đường cái tâm, nhưng họ không rộng lượng, họ ghi ghi vào trong tâm mình. À, cái em có nói sai thì các anh chị thông cảm, nhưng mà có sao thì nói vậy. Các anh biết là các anh chị tự quý sự. Họ cứng đầu và độc đoán. Tuổi trâu có khuynh hướng càng lên càng lên càng lên xông xáo không biết lùi. Nếu tuổi này bị dồn ép vào chân tường thì chỉ có nước là đất phải rung lên theo. À, nhưng họ đặc biệt tuổi Quý Sửu họ là như thế, nhưng họ khi họ rơi vào trạng thái tiêu cực thì họ buông xuôi, tôi kệ ai làm gì làm, tôi chán không muốn làm, tôi cuộc sống tôi vậy tôi không muốn làm. Khi họ đã mất ý chí và phương hướng thì họ trở thành cực kỳ tiêu cực, họ tiêu cực hơn rất rất nhiều ở cái tuổi khác, tuổi Quý Sửu. Ở tuổi Quý Sửu khác thì họ đầm ái hơn, nhưng mà tuổi Quý Sửu ở tuổi Sửu khác
cái tuổi ví dụ này họ họ bây giờ họ rơi vào tiêu cực, là họ rất là chán nản, họ không muốn làm gì nữa, không muốn đấu tranh. À, để coi anh coi thử cái nam tuổi Quý Sửu này nó như thế nào. Nam giới tuổi Quý Sửu là người không có lãng mạn, đúng rồi, các anh không có lãng mạn, thật sự là do vậy. Các là người cọc tính mà trầm tính, ít nói, một số còn thô lỗ cọc cằn đó, nhưng mà là tôn trọng truyền thống, kiên trì và cố chấp, họ thiếu sự linh động và tưởng tượng. Trong cuộc sống sinh hoạt hiếm thấy một bài thơ ướt át hay một đoạn ca khúc ngọt ngào nào mà có thể xuất hiện từ người tuổi Quý Sửu. Hiếm chứ không phải là không có ha. Những món quà, những món quà mà thường mà trong tình yêu, mà có tình yêu họ tặng quà rồi cho người yêu rồi này kia, thì thường những món quà nó hàm chứa ý nghĩa thực dụng, không có lãng mạn, cái tính thực dụng nó nằm ở trong đó. Những món quà mà hàm ứa ý nghĩa tinh thần hay là cái họ cũng quan tâm, chứ đừng nói là lãng mạn, họ coi đó là chỉ là món quà, một món đồ thôi chứ chả là gì. À, nhưng mà mình phải gọi là quý ông của tuổi tuổi này cực kỳ gia trưởng. Gia trưởng nhất trong giới phụ tuổi Sửu. Nam nhâm nữ quý, nhưng mà cái này là nam quý, cho nên là tính gia trưởng ở trong cái tuổi quý Sửu nó rất là cao, cao nhất trong các tuổi Sửu. Nhưng mà khi anh ta được người con gái, khi mà được một người vợ yêu chiều nhẹ nhàng, thì anh ta bộc trở thành một kẻ ngốc trong cả hành vi lẫn lời nói khi mà đối diện với người đó. Còn làm vợ rồi thì mình không nói nha, lúc mà còn trẻ thì em nghĩ là như vậy. Không có chủ động trong tình yêu, thường là người bị động, thích người đó bị nữa thì tới gần người đó là luống ca luống cuống, chứ còn không thổ lộ ra cái tình yêu của mình. À, đó là tính của nam tuổi Quý Sửu ha. Nếu kết hôn á, phần lớn những anh này, những anh tuổi Quý Sửu là những anh chàng, những quý ông, rất tôn trọng gia đình và khá chung thủy, thích là người chăm lo cho gia đình, thích đi cày đem tiền về lo cho gia đình, không thích vợ mình đi làm. Các anh tuổi này là vậy, không thích vợ mình đi làm đâu. Chỉ muốn mình đi cày cuốc đem về cho vợ, lo cho vợ con rồi này kia. Thì đó là cái đặc tính của các quý anh của tuổi này ha. Họ không, có thể họ họ không phải là những người có số giàu, họ cày cuốc, nhưng mà họ sẽ không bao giờ để gia đình của mình rơi vào cảnh khó khăn, họ rất là siêng năng trong làm lụng. Nữ giới tuổi này ha, tuổi Sửu thì thường là rất bình tĩnh, ôn hòa, cẩn thận và nhẫn nại, là người phụ nữ tốt tính. Phụ nữ tuổi Sửu, tuổi Quý Sửu là có tiết trí nhớ rất là tốt, nhưng hay bất mãn. Nếu ai làm họ bị tổn thương, ai làm họ giận, họ sẽ ghi nhớ suốt đời từng chi tiết một. Giống như đã mình đã nói chưa, người này mà anh nào mà có vợ tuổi này mà lỡ lén phén ra ngoài ha, chị về rồi, nói chung là quay về rồi chị tha thứ rồi kia, nhưng mà chị ghim trong bụng, lâu lâu mà có gì là lôi ra chì chiết ha, mệt lắm ha. Các anh mà có vợ tuổi này chắc là hiểu ha, em nói chắc không sai lắm đâu. Em có một hai người chị tuổi này, và em thấy mấy chị đó có trí nhớ rất là tốt, nhưng mà rất, nói chung là lớn rồi thì cũng mấy chị đó nhớ thì khoảng 50% thôi, tức là những cái gì mà người ta làm lỗi với chị là chị nhớ, nhưng mà mấy chị làm lỗi với người ta mấy chị quên, là chỉ 50% thôi, lớn rồi mà. Đó là cái cách của người. Nếu thất bại trong tình ái, trong tình yêu mà đổ vỡ, họ sẽ chôn mình trong công việc, né tránh nguy hiểm bằng cách một cuộc sống độc thân. Họ mà đã tan vỡ trong tình yêu thì những người này do là họ ghi sâu trong lòng, nhớ không, là những cái nỗi đau mà của tình cảm đem lại cho họ thì họ sẽ không muốn lặp lại nó nữa, và họ thích sống cô đơn hơn ha. Những anh chị mà những chị tuổi này,
Thì họ đã thích đối phương rồi, còn trên bên cạnh này, mà họ thích đối phương rồi thì toàn tâm toàn ý lo cho người đó, không bao giờ nghĩ tới một người nào khác, dù rằng người khác có hơn cái người họ đã thích, họ đã yêu. Bản tính chung thủy của người tuổi nữ tuổi Quý Sửu rất là cao, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Quý cô mà tuổi Quý Sửu là điển hình cho người phụ nữ của Việt Nam. Thường vì họ đoan trang, họ đảm đang, họ sẽ chăm sóc cho người chồng như là một người mẹ, dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, dù là người chồng có bài hay nào họ dọn dẹp, họ coi đó là trách nhiệm của họ. Họ đi làm ở ngoài đi nữa, họ về nhà họ thấy gì họ cũng làm, họ không có mang vặt, họ chăm lo cho gia đình ngăn nắp. Và ngược lại với lại quý ông của tuổi này thì họ hơi lãng mạn, họ thích thể hiện tình cảm trong gia đình. Họ sinh ha. Nếu như mà ai mà lấy được các anh mà lấy được các chị mà tuổi Quý Sửu á, thì các anh sẽ không bao giờ phải mặc một bộ đồ không được ủi đi ra được, sẽ không bao giờ mang một đôi vớ bị bốc mùi, cũng không phải ăn những món ăn nửa nóng nửa xào, nửa canh nửa kho. Đặc biệt những người tuổi này là rất đảm đang và chu toàn cho cuộc sống gia đình, hiếm phụ nữ tuổi này mà không biết gì, không biết làm gì. Đặc biệt vậy, đặc biệt luôn đó là những người rất là rành mạch trong làm ăn, rành mạch rõ ràng cho mình, chi tiêu trong gia đình rất là biết sắp xếp, là làm cho cuộc sống đấy. Nhưng mà đều có một cái, phụ nữ tuổi này họ hay lặp đi lặp lại những cái điều tương tự, cho nên là các anh có tuổi này thì cố gắng chăm sóc các chị nhiều một chút ha. Nhất là ở cái tuổi đã sau nửa cuộc đời rồi thì mình chăm sóc chị một chút, quan tâm với chị nhiều hơn, dắt chị đi chơi cuối tuần, đi gặp thăm thú bạn bè để cho cuộc sống của các chị nó sinh động hơn. Chứ còn người phụ nữ ở tuổi này thì họ thích sự đầm thắm ở bên trong gia đình. Rồi để xem coi là tóm lại là người tuổi Quý Sửu là mang mệnh mộc, vốn là không sôi nổi nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ không trầm tĩnh như người tuổi Sửu mệnh Thổ, không mạnh mẽ như người tuổi Sửu mệnh Kim, không bốc đồng như người tuổi Sửu mệnh Hoạn. Nhưng mà họ lại toát lên cái khí chất nho nhã thanh cao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh. Điều đó cho họ cái sự thành công trong con đường quan lộ rất tốt, trong những cái môi trường mà làm có khuôn khổ này đấy. Đó đó là cả nam lẫn nữ ha, em đang nói cả nam. Họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng, như là tuổi tuổi cọp, họ không có tham vọng, họ có chí tiến thủ, cũng tới tiến lui đàng hoàng. Nhưng mà không không có ham mê quyền lực như là người mệnh tuổi Sửu mệnh Hỏa và tuổi Dần. Trong công việc họ cẩn trọng, biết tiếp thu ý kiến người khác. Họ họ vậy chứ họ cũng tiếp thu ý kiến người khác với tư cách là nhẹ nhàng, không chỉ trích. Đó là họ sẽ thấy có tinh thần cầu thị này, có thể nói con người họ giống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng trang hòa sự sống. Người tuổi Quý Sửu á, mạnh mộc, có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc để tiến tới thành công trong cuộc sống nữa. Cũng không có ít người tuổi Sửu mệnh mộc, cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh mộc là thông minh, có tài lãnh đạo nhanh nhẹn như tuổi Ngọ. Họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của người tuổi Sửu mệnh mộc tuy có gặp khó khăn ở ban đầu nhưng họ biết cách để vượt qua và họ chịu đựng nó một cách rất là tốt đẹp. Họ thì những người cái tuổi này thì thường là họ ý chí họ rất là tốt, kiên cường, cho nên là họ có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa thì họ cũng vẫn đứng lên. Và em tin rằng em có xem ở vậy thì em tin rằng những anh chị tuổi này bây giờ đã là những người khá thành công trong công việc hoặc là có cuộc sống ổn định, không có xảy đến gì nhiều nhiều người quá khó khăn trong tuổi này. Những tuổi mà hạp làm ăn thì tuổi Quý Sửu làm ăn với những tuổi như là Quý Sửu này, Ất Mão, Dương Tỵ, Kỷ Mùi ha,
Còn là lựa chọn vợ chồng á, thì tuổi Sửu cách riêng với những tuổi như là tuổi Quý Sửu, nhưng mà em thì em không, em khuyên là đừng nên cách duyên với người cùng tuổi, vì khi mà cùng tuổi là lúc hên thì cả hai vợ chồng cùng hên, nhưng mà năm xui thì chồng là hầu, nữ vợ kế đô, thì mấy năm đó là rất cực kỳ mà khó khăn, nhất là năm 60 tuổi sắp tới ha. Thì dựng vợ và chồng thì Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi và Tân Hợi, những tuổi mà không nên làm ăn chung, gồm có Nhâm Tuất, Canh Tuất ha, Đại Kỵ, mình đừng làm ăn chung với những tuổi này ha, rất là có hại. Những người tuổi Tuất, những năm khó khăn nhất ấy, thì trong làm ăn trong ấy, thì những năm khó khăn nhất là năm 33, năm 37 tuổi và năm 43, 44 tuổi, 2 năm đó là cực kỳ khó khăn. Và nếu như anh chị đã ở tuổi này thì đã qua rồi cái giai đoạn khó khăn cực khủng đó, chỉ còn vào cái năm 60 tuổi, cái năm đó thì nó thường là nó sẽ rất có hại cho bản mệnh của mình, năm 60 tuổi, và nó cũng còn khá khá dài, cho nên cũng không ấy gì. Rồi để xem coi đó là hướng của cái nhà nó như thế nào, hướng của cái nào tốt anh chị này ấy ha. Thì các anh chị có nhắn với em inbox em là em có nói hướng nhà, nhưng mà hướng nhà thì đông bắc, thì đông bắc là giữa đông với bắc, hay là đông bắc lệch về đông và lệch về bắc, thì hôm nay là em sẽ nói luôn cả cái vị độ, cái độ để mình đo trên cái lạc bàn luôn, để các anh chị mà có khi mà đo là các anh chị sẽ có cái hướng chính xác luôn. Thì nếu mà tuổi Quý Sửu mà nam á, thì hướng tốt là Đông Tứ Trạch, hướng xấu là Tây Tứ Trạch. Thì hướng tốt của cả nam á, là Bắc ha. Cung khảm là Duyên Niên, thì nó nằm ở 337,5 độ ha, cho đến 22,4 độ âm cho hai ha, từ 30 337 cho đến 22,4 độ ha, cái đó là duyên niên. Còn hướng đông là hướng chấn, cung chấn là sinh khí, thì nó nằm ở 67 độ 5 cho đến 112 độ 4, 12 100,4 độ. Đông nam cung tốt là thiên nghi, thì nó nằm ở 112,5 độ đến 157,4 độ. Còn nam á, là cung ly phục phục vị, thì á, là nó nằm ở 157,5 độ cho đến 202,4 độ. Đó là những hướng tốt cho nam tuổi Quý Sửu. Hướng xấu á, thì có Tây Nam rồi hành cung khôn ha, là lục sát, là 202,5 cho đến 247,4 độ. Tây Bắc cung càn là tuyệt mạng, là 292,5 độ cho đến 337 độ 4. Tây cung đòi là ngũ quỷ, hướng Tây cung đòi là hướng ngũ quỷ, là 247 độ 5, 247,5 độ cho đến 292,4 độ. Còn Đông Bắc là cung cung cấn hòa hại, thì là 22,5 độ cho đến 67,4 độ. Các anh chị mình nói rõ ràng luôn, anh cứ đo trên là bạn nó có độ hết, là chính xác cái hướng luôn, để khỏi sai, nằm trong cái khu vực độ đó là thuộc cái hướng tốt, hướng xấu. Chứ các anh mong muốn em chi tiết thì em chi tiết tất cả đó. Còn đối với nữ á, là Tây Nam là cung khôn là duyên niên, là 202,5 độ cho đến 247,4 độ. Còn Tây Bắc cung càn phục vị ha, là 292,5 độ cho đến 337,4 độ. Rồi hướng Tây á, cung đoài sinh khí, là sinh khí là 247,5 độ cho đến 292,4 độ. Đông Bắc là cung cấn thiên nghi, là hướng thiên nghi á, là 22,5 độ cho đến 67,4 độ. Đó là những hướng tốt, và đây là những hướng xấu. Là Bắc cung khảm là hướng lục sát, 37,5 độ, 337,5 độ
cho đến 22,4 độ. Cung cấn hướng đông, cung chấn ngũ quỷ hướng ngũ quỷ, đông chấn hướng ngũ quỷ là 67,5 độ cho đến 112,4 độ. Đông nam là cung tốn là hướng hòa hại là 112,5 độ cho đến 157,4 độ. Và hướng nam là cung ly tuyệt mạng là 157,5 cho đến 202,4 độ. À, đó là những cái hướng xấu của các anh chị. Còn màu sắc thì màu sắc thì cho nữ là nữ thuộc cung càn hành kim là hướng tây bắc, cung càn cho nên là hành kim, cho nên là cái hướng cái màu mà tốt nhất cho bản mệnh của cái này để sinh ra lợi nhuận sinh đồ này kia là nâu vàng và nâu đất là quan hệ tương sinh thổ sinh kim, trắng xám ghi theo hệ tương hợp là kim hợp kim. Không nên là dùng đen xanh dương vì kim sinh thủy, mệnh sinh cung, bệnh cung bị xâm xuất làm giảm năng lượng. Kỵ hoàn toàn với màu đỏ hồng tím vì tương khắc hỏa khắc kim. Các anh nam á, thì cung ly hành hỏa hợp xe hợp cái màu xanh lục theo quan hệ tương sinh là mộc sinh hỏa, và hợp với màu tương hợp là đỏ hồng tím hỏa hợp hỏa. Không nên dùng vàng nâu vì hỏa sinh thổ thì sinh xuất giảm năng lượng, và tuyệt kỵ với đen xanh dương vì thủy khắc thổ. Đó là những cái gì mà cơ bản nhất về cái tuổi của về tử vi và phong thủy, một số cái thông tin cơ bản của cái tuổi Quý Sửu của các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử xem là năm nay mấy anh mấy chị làm ăn làm sao ha. Thì để em xem. Quý Sửu đâu rồi? Hãy chọn ra rồi mà trời. Đây Quý Sửu, bạn nam, năm nay là sao của các anh là sao Mộc Đức, nhiều tư vui tốt đẹp, đắt tiền tài vàng bạc tốt, hình tiền hay bị ốm đau bệnh tật không vừa lòng xấu. Cái hình tiền này thì là hay bị mấy anh hay bị ở dưới cái khoảng thận, em nói luôn luôn ngay luôn là nó khoảng ở vùng thận với vùng hậu môn, vùng dưới thắt lưng, các anh hay bị địa chi tuổi Sửu gặp năm Dậu là tam hợp, thiên can tuổi Quý gặp năm Đinh là sanh xuất tốn hao tiền bạc, vận niên năm nay là kê giáp viên gà ở vườn, tốt. Và thì theo như vậy thì mọi thứ năm nay là đối với nam tuổi này thì rất là tốt. Cho đến bây giờ, từ đầu năm đến bây giờ thì các anh tuổi này làm khá ra là tiền, cũng không có gì quá xấu. Để em xem coi những cái tháng cuối cùng của năm này thì nó như thế nào. Tháng này là tháng Đinh Mùi, tháng Đinh gặp năm Quý sanh xuất thiên can Đinh, không sao. Các anh này là hành mộc và tháng này là tháng thủy, hai tháng thủy tới, em nghĩ là tốt ạ, không thủy mà, và hai tháng mậu thân là thổ cũng được, tháng dậu ok bị sự nhân từ tận hại. Các anh để ý giùm em tháng 9 canh tức tháng kim và tháng 10 tân hợi kim khắc mộc, cho nên là anh để ý cho em nhất là tháng canh tức nữa và tháng kỵ luôn, cho nên là kỵ hai tháng đó, còn lại thì cũng không có gì. Tháng 12 thì tháng Quý Sửu luôn, đó là tháng 12 các anh sẽ tốn tiền, tháng Quý Sửu mộc thành mộc âm Quý Sửu luôn. Tháng tuổi thì tháng đó các anh sẽ nếu như mà các anh chịu nhịn thì nó sẽ không có gì, nhưng mà nếu như mà các anh mà gây gỗ là gia đình sẽ xào xáo trong cái tháng này. Và ấy còn tháng 9 tháng 10 thì các anh sẽ tốn tiền và làm nó sẽ không ra tiền, chứ còn để giùm em ha, tháng 9 tháng 10 âm lịch
và tháng 12 của năm nay. Còn lại 3 tháng đó thì nó hơi xấu xấu một tí xíu. Rồi em coi thử coi mấy chị như thế nào. Thường thì mấy anh sao Mộc Đức thì mấy chị chắc cũng sao Thủy Diệu. À đây, đúng như vậy. Mấy anh sao Mộc Đức thì mấy chị sao Thủy Diệu, chủ tài là Hưng Lộc và công danh tốt này. Năm nay là dễ, nếu mà mấy chị làm nhà nước năm nay dễ lên lên chức lắm nè, có thay đổi công việc và lên chức này. Nếu mà lên là lên hồi đầu năm rồi chứ không phải bây giờ đâu ha. Rồi còn mọi thứ đều đều ấy hết à, nhưng ở đây đây đề hạn là toán tập phòng bệnh phụ khoa thì em nói là từ thắt lưng trở xuống ha, em lịch sự ở đây nó nói là phụ khoa từ thắt lưng trở xuống thì các chị sẽ có bệnh gì đó một chút xíu, cho nên là năm nay là năm địa chi tốt, tất cả các sao đều chiếu vào chị như sao Thiếu Âm này, Thiên Việt, Phi Liên, Cỏ Thuần, Tuần Long Trì, Thiên Phúc, Quý Nhân, Tấu Thư, Quan Phù, à, Thiên Quan, Quý Nhân, Bạch Hổ, Lực Sĩ, Đà La, Địa Vọng, tất cả các sao tốt đều chiếu vào chị, nhất là sao Quan Phù. Thì sao Quan Phù nó sẽ hỗ trợ cho chị trong cái đường mà làm ăn thăng tiến và quan chức, cho nên là nếu như mà các chị làm ăn trong đi con đường quan chức mà đi ấy thì đã lên chức rồi, tới mà tới giờ phút này mà đã lên có ấy thì đã có quyết định lên chức được hết rồi, chứ không phải là chờ tới bây giờ. Các chị cũng vậy ha, thì tuổi này các chị cũng kỵ tháng 9, còn lại là tháng 9 là tháng Canh Tuất nè, tháng Tân Hợi thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà chủ yếu là tháng Canh Tuất là tháng Kim Cộng. À, là kim âm ở kim dương á, cho nên là nó sẽ rất là khó khăn cho chị, dễ hao tài, dễ gây gổ trong gia đình, và các chị nữ thì dễ gây gổ trong gia đình, dễ xào xáo gì đó, gây lộn đồ này kia. Nhưng là chú ý tháng 12 là tháng tuổi, và đúng tháng tuổi cùng cặp cùng cung cùng hành luôn, cho nên là sẽ chịu hao tùng tốn tiền, và nhất là sức khỏe của chị vào cái khoảng thời gian này nó sẽ chuyển biến rất là xấu, cho nên là cẩn thận. Rồi đây là những gì mà em có thể tổng kết về tuổi Quý Sửu, nói chung về các cái tuổi Quý Sửu và những cái thông tin về phong thủy về tuổi Quý Sửu cộng với lại những 6 tháng cuối năm này. Chúc anh chị có được một cái năm quý năm Đinh Dậu tốt đẹp, vì anh chị có những sao sao tốt, thăng tiến đường công chức, và có cuộc sống gia đình ổn định. Và các anh chị hãy nhớ rằng hãy tránh cái mệnh tháng 12, cố gắng nhìn thì mọi chuyện nó sẽ rất là tốt đẹp và thăng tiến cho cuộc sống gia đình anh chị. Chúc quý anh chị có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và có những cái ứng dụng phong thủy của thật tốt để con đường phía trước của mình nó không còn gập ghềnh nữa. Đặc biệt các anh chị muốn xem các tuổi khác cho con cái của mình thì các anh chị có thể vào trang web cõiphật.net, phần video, phần video thì em làm những cái tuổi khác em để đó để mọi người cùng có chia sẻ cái phong thủy tử vi để ứng dụng cho cuộc sống nó ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc mọi người vui vẻ, bye bye.